Đây không phải là lần đầu tiên người dân Cam Phúc Bắc biểu tình chống dự án nạo vét trên vịnh Cam Ranh. Vụ biểu tình gần đây nhất diễn ra vào ngày 20 tháng 4 năm 2015. Anh Hậu, một người dân địa phương cho biết. Cái chỗ đó người ta dân tên nuôi tôm, nó dòng cái chỗ dùng 42 quân. Nó lấy kết, nó dùng cái từ là khai đường lập á. Nó lấy kết lá bắt đầu bùng, nó lên bắt đầu tôm. Tôm với ké của dân thì chết. Bắt đầu người dân nó biểu tình. Khi đó, người dân đã đem hàng đống cá tôm hùm chết đổ ra quốc lộ 1 để yêu cầu chính quyền phải giải quyết những kiến nghị của họ, phản đối việc nạo vét ở vịnh Cam Ranh khiến cho tôm cá chết hàng loạt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Ngọc Sơn ngày hôm sau đã thông báo lập tức yêu cầu dừng thi công, đưa các phương tiện ra khỏi khu vực nạo vét và sẽ tổ chức đối thoại với các bên để đạt được sự đồng thuận. Khi đó, dự án mới tiếp tục được thực hiện. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết vài tháng gần đây, tàu xà lan lớn lại được đưa vào tiếp tục tiến hành dự án ở vịnh Cam Ranh mà không thông báo cho người dân. Ngày 29 tháng 9, nhiều người đã đưa ghe ra gần nơi thi công để phản đối. Anh Hậu cho biết thêm. Cách đây 2 tháng, nó quay đây cứ 2 ngày lấy một tàu lớn, 2 ngày làm tàu đây. Lấy thường xuyên thì cho nên do nó bị cá lớp bùng là bắt đầu nó chết. Cái tôm nó lên bùng quá. Các video clip đưa lên mạng YouTube cho thấy có tàu hải quân và một xà lan lớn phun vòi rồng và chú thích ghi bên dưới nói tàu hải quân còn đâm vào ghe tàu của dân. Một cư dân mạng Facebook cho biết nhiều người đã phải tháo chạy ra khỏi tàu để thoát thân, cực kỳ nguy hiểm. Và trong lúc lực lượng công an làm việc, ngăn cản, có thêm mấy anh trên tàu hút cát cùng chung tay đàn áp ngư dân. Video clip đưa lên YouTube và mạng xã hội vào hôm 30 tháng 9 cho thấy hàng trăm người dân Cam Phúc Bắc đã cùng kéo chiếc tàu bị đâm lên trên đường để đưa tới Ủy ban Nhân dân. Cả lực lượng công an giao thông và kinh tế sau đó phải hợp sức để đẩy tàu này xuống biển. Báo Khánh Hòa khi đưa tin về vụ việc nói dự án nạo vét luồng lạch là do yêu cầu về an ninh quốc phòng. Thế nhưng người dân ở đây nói mục đích của việc nạo vét là để lấy cát. Như nhà nước lấy kết đây để mình dùng từ là khai luồng lạch, ý là anh muốn dùng cái từ nào quyết á. Người dân địa phương cho biết việc nạo vét không những làm chết tôm cá hàng loạt, ảnh hưởng nặng nề đến sinh kế của người dân mà còn làm mất đi những cồn cát vốn có tác dụng che chắn gió bão cho khu vực nên càng khiến họ thêm bức xúc. Tin tức báo chí ghi nhận, liên tiếp trong hai ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10, người dân đã đồng loạt kéo nhau đi biểu tình ở chợ Cam Phúc Bắc và trước một trường tiểu học trong khu vực.